Hồ sơ nhân vật, Gogeta, sức mạnh vượt qua sát thần tối thượng. Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với OV Dragon. Dạo một vòng về comment của anh em thì thấy yêu cầu làm video về nhân vật Gogeta quá trời. Bạn Shepard Gogeta và bạn Chôm Chôm thì át làm về Gogeta đi át. Bạn David, Vegito hoặc Gogeta đi át cụ tay ơi. Còn bạn Đạt Cỏ thì comment, át làm về Gogeta được không ạ? Nghe tha thiết thế này thì làm ngay vào luôn đấy chứ. Còn nhiều anh em cũng yêu cầu về nhân vật này như bạn Văn Quế Nguyễn, bạn Nam Trờ, vân vân. Đây quả là nhân vật có rất nhiều fan và không để anh em phải chờ thêm nữa. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về nguồn gốc và sức mạnh của Gogeta nào. Gogeta là kết quả của phép hợp thể Fusion Dance giữa Goku và Vegeta, xuất hiện trong movie Dragon Ball Z Fusion Reborn. Anh được xem là một trong những nhân vật mạnh nhất Dragon Ball. Về ngoại hình, trang phục của Gogeta giống với trang phục của Goten, tuy nhiên màu sắc có chút khác biệt. Áo vest nửa thân mà Gogeta mặc có màu đen, còn vest Goten có màu sẫm, đường viền nổi xung quanh cổ và vai có màu cam thay vì màu vàng, thắt lưng màu lam sẫm trong khi thắt lưng của Goten màu xanh lục. Gogeta có khuôn mặt và phần đỉnh tóc giống với Vegeta, tuy nhiên thân hình cao và cân đối lại là đặc điểm của Goku. Xét về tổng thể, Gogeta giống Vegeta nhiều hơn. Về tính cách, mặc dù đều được tạo ra từ phép hợp thể, nhưng Gogeta lại mang nhiều đặc điểm khác hẳn với Vegito. Hợp thể Botara của Goku và Vegeta, do thời gian hợp thể khá ngắn, rất khó để nói rằng liệu Gogeta có cả sự nghiêm túc của Vegeta và ý chí đấu tranh vì công lý của Goku, hay là một tính cách khác biệt hoàn toàn. Trong hình dạng Super Saiyan 4 xuất hiện trong Dragon Ball GT, Gogeta thể hiện mình là một người thích đùa giỡn với đối thủ. Điều này lại giống với tính cách của Vegito. Những lần xuất hiện trong Dragon Ball Z Fusion Reborn, âm phủ gặp rắc rối do sự xuất hiện của một tên quái vật hình thành từ các linh hồn xấu tên Janemba. Goku cùng Baikuhan phải bỏ dở trận đấu để giúp Diêm Vương. Tuy nhiên, ngay cả trong hình dạng Super Saiyan 3, Goku cũng không thể đánh bại được Janemba. Lúc này đã nâng cấp hình dạng và sức mạnh. Sau đó Vegeta tới giúp Goku, dù ở trạng thái mạnh nhất của mình là Super Saiyan 2, nhưng vẫn không đối phó được hắn. Vì vậy, Goku đã thuyết phục Vegeta hợp thể. Phép hợp thể đòi hỏi Ki phải có nét tương đồng nhau, động tác chính xác và giống nhau nên lần đầu, Goku và Vegeta Fusion đã thất bại và tạo nên Veku. Vì xuất hiện trong movie 12 Dragon Ball Z Fusion Reborn nên Gogeta được xem là nhân vật non-canon, không được công nhận vì không phải do chính tác giả viết. Trong Dragon Ball GT, sau đầu Dragon Saga, khi Goku và Vegeta Super Saiyan 4 không thể đánh bại Omega Saron, Vegeta gợi ý hợp nhất. Goku cười và ngạc nhiên vì Vegeta là người rất ghét hợp thể. Gogeta dễ dàng áp đảo Omega Saron và thậm chí còn dùng sức mạnh tối cao của mình để đùa giỡn với Shadow Dragon. Cũng chính vì sự chủ quan này cộng thêm sức mạnh quá lớn nên Super Saiyan 4 Gogeta đã bị tách ra sớm hơn thời gian 10 phút. Hậu quả là Omega Saron không bị đánh bại lúc đó, hắn cuối cùng bị quả cầu Genki của toàn vũ trụ giết chết. Trong Dragon Ball Super, movie về Broly, Gogeta chính thức của chính thức trở thành chính chủ trong movie lần này. Trong khi cả Goku và Vegeta đều không phải đối thủ trong trạng thái cuồng nộ của Broly, Goku đã dịch chuyển tức thời cả Vegeta đến chỗ Piccolo. Tại đây, Goku đã nghĩ đến phương án dùng hợp thể Botara và cùng Piccolo làm mẫu để Vegeta thấy. Giống như trong movie cũ thì cả hai đã mất hai lần hợp thể lỗi, ra bản thể béo và gầy, đến lần thứ ba mới thành công. Họ mất ít phút để nghĩ ra cái tên cho hợp thể này, hãy gọi là Gogeta. Gogeta quay lại trận chiến với Broly, cả hai tạo ra trận chiến kinh thiên động địa với mức phá hoại diện rộng. Khác với movie cũ, Gogeta lần này trình diễn khá nhiều chiêu thức đẹp mắt khác nhau và khiến Broly thất thế. Broly càng đánh càng mạnh, nhưng Gogeta cũng tiến tới dạng Blue và hoàn toàn áp đảo Broly. Sau khi hạ gục Broly, Gogeta quyết định tung đòn cuối Kamehameha để kết thúc trận đấu. Nhưng Chillai đã kịp dùng ngọc rồng ướp Broly dịch chuyển đến hành tinh anh đã từng sống. Chillai sau đó lên tàu vũ trụ đi tìm Broly thì suýt bị Frieza bắn gục, nhưng Gogeta đã ngăn lại. Vậy là trong lần xuất hiện chính thức đầu tiên, Gogeta vẫn thể hiện được sự bá đạo của mình khi dễ dàng khắc chế được Broly. Về sức mạnh, Super Buu, hấp thụ của Han tin rằng hợp thể của Goku và Vegeta sẽ không thể đánh bại hắn ta. Trong khi bên trong Super Buu, Goku đề nghị Vegeta rằng họ hợp nhất một lần nữa thông qua việc sử dụng Fusion Dance, cho thấy sức mạnh này có khả năng đánh bại Super Buu. Trong movie Dragon Ball Z Fusion Reborn, Gogeta dễ dàng đánh bại Janemba bằng chiêu thức Stardust Breaker. Còn trong movie Dragon Ball Z Battle of Gods, sau khi bị Beerus hạ gục nhanh chóng, Goku đã nói rằng hợp thể với Vegeta thậm chí còn chưa đủ khả năng để đánh bại Beerus. Tuy nhiên Goku lại không nói rõ là hợp thể bằng Fusion Dance hay bằng Botara. Trong Dragon Ball GT, Gogeta có thể dễ dàng đánh bại Omega Saron kể đã đánh bại Super Saiyan 4 Goku và Vegeta. Theo Gogeta, anh có khả năng đánh bại Omega Saron bằng một ngón tay nếu anh muốn.
Anh ta có thể thay đổi bản chất của ki tiêu cực của Kamabon, chiêu thức của Omega Saron thành năng lượng tích cực, dinh dưỡng cho đất đai, hoa lá cành. Anh được đánh giá mạnh gấp Omega Saron. Trong Statement by Arthur and Guy's Book, Rijam năm 2004 công bố trong Dragon Ball Z Budokai 3, rằng mức sức mạnh của Super Gogeta là khoảng 2,5 tỷ. Dragon Ball Perfect GT Perfect 5 nói rằng Super Saiyan 4 Gogeta mạnh hơn hàng chục lần Super Saiyan 4 Goku Vegeta. Trong Super Dragon Ball Hero, với sự xuất hiện của kẻ phản diện mới, Chaos, những chiến binh bảo vệ an toàn cho vũ trụ đã hoàn toàn bị hắn đánh cho bầm dập. Trước tình hình này, Goku đã đề nghị Vegeta hợp thể thành Gogeta để chiến đấu với Chaos. Có thể nói đây là một lựa chọn mang đầy tính quyết định, bởi nếu họ không đánh bại được Chaos, thì hắn sẽ tiêu diệt mọi thứ trên đường đi. Chaos kiêu ngạo đòi đấu tay đôi với Super Saiyan Blue Gogeta. Điều đang nói ở đây là năng lực của chiến binh tối thượng này lại yếu thế hơn nhân vật chính, không chỉ thua kém về mặt sức mạnh, sát thần tối thượng còn không bì kịp về tốc độ, mà dù ngay từ đầu hắn đã được đánh giá là rất mạnh. Sát thần Hurst đã bị lấn áp trong trận đấu tay đôi với Super Saiyan Blue Gogeta. Tuy nhiên với sự mưu mô và tinh danh của mình, hắn đã sử dụng năng lượng kéo theo một thiên thạch cực to lớn ở bên ngoài vũ trụ để xuống tấn công tất cả các chiến binh. Lúc này, Gogeta phải cần đến sự hỗ trợ từ Jiren và Hit, chung tay hợp sức đập tan được toàn bộ nguy hiểm từ quả thiên thạch. Không còn chiêu trò, sát thần tối thượng Hurst lại một lần nữa đấu tay đôi với Super Blue Gogeta. Và không may, hắn đã để lộ sơ hở trong lúc tung đòn đánh của mình. Gogeta đã nhanh chóng nhìn thấy và đấm thẳng vào hạt giống vũ trụ nằm trước ngực hắn. Một tụ cung đòn cực kỳ quyết liệt và mạnh mẽ đã làm nổ tung thứ cung cấp năng lượng cho hắn. Sau khi hạt giống bị phá vỡ, Hurst tan biến vào giữa không trung. Về chiêu thức và kỷ luật, Punisher Try, người dùng trượt về phía trước, sau đó sử dụng Rapid Movement để tấn công đối phương trong khi vô hình. Nếu cuộc tấn công thành công, nhiều cú đánh vô hình rơi xuống đối phương và người dùng xuất hiện phía sau họ trong khi họ đang choáng váng. Startup Breaker, còn biết đến với tên gọi Rainbow Sparkling Blast hay Shell Punisher, Gogeta đã dùng chiêu thức này đánh bại Super Janemba ngay sau khi hợp thể. Trước hết, Gogeta sử dụng các đòn tấn công đấm đá liên hoàn vào bụng và ngực đối thủ, sau đó anh ta giơ tay lên trái và tạo một quả cầu năng lượng, rồi nắm chặt tay nghiền nát quả cầu và ném nó vào Janemba. Sau 5 giây, cơ thể Janemba bị nổ tung từ trong ra ngoài. Big Bang Kamehameha, Gogeta dùng chiêu thức này ở hình dạng Super Saiyan 4 chống lại Omega Saron trong show Dragon Saga của series Dragon Ball GT. Đầu tiên, Gogeta tập hợp năng lượng của Super Kamehameha và Big Bang Attack bằng hai bàn tay. Sau đó, năng lượng tích tụ thành một quả cầu màu xanh nhạt khá lớn. Cuối cùng, Gogeta bắn các chùm tia sáng từ quả cầu vào người Omega, làm hắn bị thương khá nghiêm trọng. Các hình dạng, form. Veku là phiên bản lỗi của Gogeta khi Vegeta và Goku đang cố gắng hợp thể lần đầu tiên. Với hình dạng quá béo, Veku không những không thể thực hiện bất kỳ đòn tấn công nào vào đối thủ mà còn bị suy giảm tốc độ. Trong suốt 30 phút hợp thể, những gì mà Veku làm là chạy trốn Janemba và phản đòn bằng cách xì hơi vào mặt đối thủ. Base Form, trong lần xuất hiện chính thức này, Gogeta hiện trước mặt Piccolo ở dạng Base Form tóc đen. Anh mất chút ít thời gian để suy nghĩ xem nên dùng tên gì, vì hợp thể Botara đã dùng tên Vegito, lấy chữ cái đầu Vegeta, nên lần này sẽ gọi là Gogeta, lấy chữ cái đầu Goku. Gogeta chiến đấu với Broly một lúc ngắn ở Base Form rồi tiến tới Super Saiyan vì Broly không phải đối thủ dễ đối phó. Super Saiyan, Gogeta ở trạng thái này ngay sau khi hợp thể thành công, Gogeta Super Saiyan có tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc, vượt qua cả Super Saiyan 3 của Goku và Super Saiyan 2 của Vegeta. Trong khi những đòn tấn công đấm và đá liên hoàn của Gogeta gây tổn thương không nhỏ cho Janemba, thì một cú đấm toàn lực vào mặt Gogeta của Janemba lại chẳng hề hấn gì. Mặc dù đây là cấp độ thấp nhất của Super Saiyan, nhưng Gogeta lại dễ dàng hạ đối thủ, điều mà Super Saiyan 3 Goku và Super Saiyan 2 Vegeta không thể làm được. Huvi Broly, Gogeta bước vào trận chiến với Broly ở Base Form rồi nhanh chóng tiến đến Super Saiyan. Cả hai tấn công nhau dữ dội và đòn tấn công của họ khiến không gian xung quanh bị xé tan. Họ bước vào không gian khác, Super Saiyan của Gogeta chiến đấu ngang hàng với Super Saiyan của Broly. Broly tăng dần sức mạnh, rồi tiến đến trạng thái Super Saiyan Full Power, tóc xanh, cơ bắp cuồn cuộn rồi áp đảo Gogeta. Super Saiyan 4, cấp độ này xuất hiện trong Dragon Ball GT khi Goku và Vegeta đối đầu với Omega Saron. Không giống như trạng thái Super Saiyan 4 của Goku và Vegeta, Gogeta Super Saiyan 4 có bộ lông màu nâu và tóc đỏ rực và đôi mắt màu xanh lam. Trong khi các nhân vật khác khi biến thành Super Saiyan có mắt màu xanh lục, Gogeta có vẻ rất thích thú khi trêu chọc đối thủ của mình khi dùng thuật phân thân và giả vờ như đang ra chiêu thức Big Bang Kamehameha. Tuy nhiên thực tế, anh ta lại tạo ra thứ như trong hình. Trong trận chiến với Omega, các cú đánh thông thường của hắn hoặc thậm chí là dùng tay bắn tiền năng lượng cũng không làm Gogeta bị tổn hại, mà ngược lại, Omega còn bị hất văng ra xa. Super Saiyan 4 Gogeta cũng dễ dàng đánh bật quả cầu năng lượng của Omega chỉ bằng một cú đá chân. Tuy nhiên, khi vừa sử dụng chiêu Big Bang Attack Kamehameha để tiêu diệt đối thủ, Omega chỉ bị trọng thương. Điều này buộc Gogeta phải dùng lại chiêu thức chiến lần thứ hai. Tuy nhiên, thời gian hợp thể lại hết đột ngột.
Cần chú ý là Dragon Ball GT cũng chỉ là một series không chính chủ, nội dung cốt truyện không liên quan tới Dragon Ball Z hay Dragon Ball Super, Super Saiyan Blue. Broly tăng dần sức mạnh để rồi tiến đến trạng thái Super Saiyan Full Power, tóc xanh cơ bắp quần quận, rồi áp đảo Gogeta. Gogeta buộc phải biến thành Super Saiyan Blue và bắt đầu đè nát Broly. Dù Broly tăng sức mạnh đến đâu, thì những đòn đánh của anh đều vô dụng trước sức mạnh của chiến binh hợp thể này. Trong suốt quãng thời gian này thì Broly chỉ biết chịu đòn trong tuyệt vọng. Về hạn chế của hợp thể Gogeta, phép hợp thể Fusion Dance ngoài việc đòi hỏi động tác phải chính xác, lượng ki bằng nhau thì thời gian hợp thể chỉ đúng 30 phút. Điều này sẽ gây khó khăn khi đối mặt với các đối thủ mạnh. Gogeta là hợp thể duy nhất đánh bại đối thủ và không bị hết thời gian tách ra, đánh cho Namba trong Movie Z. Cuối video là chuyên mục dành cho anh em yêu thích tranh. Bọn mình vừa mở một shop bán tranh Dragon Ball và nhiều anime manga khác theo yêu cầu. Anh em có nhu cầu để decor phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình thì inbox ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng nhé. Link mình sẽ ghi ở phần mô tả. Trên đây là thông tin về nguồn gốc và sức mạnh của Gogeta. Anh em hãy để lại cảm nhận của mình về nhân vật này nhé. Video tới đây là hết rồi. Nếu anh em thấy thích video này thì đừng quên bỏ lại một like cùng với một đăng ký kênh đi kèm nút chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ cho bọn mình. Giờ thì OV Dragon xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye!